Xin chào quý vị và các bạn, xin chào toàn thể bác trở lại với shop của Hoàng Nam Audio. Hiện tại thì em Nam đang có mặt tại quê hương Yên Phụ, Yên Phong Bắc Ninh đó, để lắp đặt cho bác Hải một cấu hình karaoke bao gồm đó là một combo của FPT Virtus CS1000, hàng mới tinh nguyên hộp xốp, made in Italia, một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Italia, được phân phối chính hãng. Thì đây là hàng mới tinh nguyên hộp xốp nên là các bác khi mua sắm thì hoàn toàn yên tâm đó. Hàng mới tinh thì không có gì để chúng ta phải phàn nàn về chất lượng sản phẩm nữa rồi. Đấy, chỉ có giá thành nó có tốt hay không thôi. Đấy, hiện tại thì em Nam đang có một cái giá hỗ trợ để các bác có thể sở hữu được những combo của FPT rất là tuyệt vời, đều là hàng chính hãng được nhập khẩu đó. Và FPT thì được rất nhiều các bác yêu mến âm thanh trên mọi miền tổ quốc lựa chọn trong những bộ karaoke gia đình hay là những bộ biểu diễn chuyên nghiệp ở ngoài trời rồi. Và cái giá thành thì vô cùng yêu thương. Giá mới hiện tại thì là khoảng hơn 132 triệu mấy trăm gì đó. Nhưng hiện tại em Nam vẫn đang hỗ trợ để các bác có thể sở hữu được những bộ dàn này tốt nhất có thể. Và những bộ dàn này thì là phân khúc hay nhất trong những cái phân khúc mà trên 100 triệu. Thì em Nam có lắp đặt ở đây là một cái hệ thống quản lý nguồn, vang số và bộ micro. Nói chung là nó nhỏ gọn, tiện lợi để thao tác cũng như là ca hát trong gia đình. Chỉ ta chỉ việc bật và hát thôi. Và em Nam cũng đã setup đầy đủ xong rồi. Sau đây mời toàn thể bác cùng trải nghiệm với em Nam một ca khúc, một niên khúc về tiền, đêm cuối và nụ cười biệt ly trên hệ thống này để các bác cùng thẩm với em Nam. Niên khúc. Trong tay không tiền. Đêm nay em có ta rồi, chạy theo cuộc sống đua đòi vì một chữ tiền mà thôi. Đêm nay em có ta rồi, chạy theo cuộc sống đua đòi vì một chữ tiền.
nhau đơn lòng thì em lần cuối. Em đi rồi và sang ngàn cưới, nghe tiếng sầu xót xa lòng tôi. Còn đâu em ơi hương xưa một thời, tìm trong di vang ngân ngư gọi mời. Thôi rồi tình ta niên khúc tiền nụ cười Việt Ly đó, và đã lắp đặt xong cấu hình này rồi. Đấy, các bác quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp cho Hoàng Nam Audio qua số điện thoại mà em Nam sẽ ghi ở trên bài. Và bây giờ em Nam xin phép kết thúc video ở đây và xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác ở những clip lần sau. Đừng quên ủng hộ em Nam những lượt like, lượt chia sẻ, đặc biệt là những lượt đăng ký kênh. Và các bác còn lắp đặt thì vẫn còn alo cho em Nam sẽ lên đường phục vụ cho các bác nhá. Xin chào.